Thưa quý khán giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày hôm nay 18 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống. Ngoài ra, cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo có thể theo dõi và tải dữ liệu danh sách cập nhật về các thí sinh nhập học trực tuyến trên hệ thống.